Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Cái Nước được phân bổ nguồn vốn trên 65 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện để các địa phương trong huyện xây dựng, củng cố và nâng chất các tiêu chí. Đây sẽ là nội dung chính của chuyên đề nông thôn mới hôm nay. Đến nay, huyện Cái Nước có 8 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 15,5 tiêu chí. Trong năm 2024 này, huyện đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Căn cứ theo quyết định số 2221 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, hiện nay trên địa bàn huyện Cái Nước có 10 trên 10 xã đạt các tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, giáo dục và đào tạo, nhà ở dân cư, thu nhập và nghèo đa chiều. Tổng số nguồn lực đã huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 là trên 65 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách của Trung ương và tỉnh đầu tư trực tiếp cho chương trình là gần 26 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác là 8 tỷ 500 triệu đồng, vốn đóng góp của người dân 19 tỷ đồng. Do khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường lồng ghép hiệu quả mà bộ mặt nông thôn ở các địa phương trong huyện Cái Nước đã đổi thay, phát triển từng ngày. Trong cái bộ mặt văn hóa của ấp thì ngày cũng phát triển, cái bộ mặt chung là cũng lộ làng đi đến nơi này, cái đời sống dân cũng khó khăn trang hơn. Cái giếng cũng hân hạnh này cũng được ở trên chọn làm cái ấp là xây dựng cái nông thôn mới nâng cao. Về trên tinh thần thì cũng vừa qua cũng hợp dân cũng phấn khởi. Qua thống kê thì trên địa bàn xã cái thu nhập của người dân là được gần 58 triệu trên một người trên một năm. Với cái đà đó thì năm 2024 và những năm tiếp theo xã sẽ phấn đấu là bằng và cao hơn cái mức thu nhập của tỉnh. Là địa phương nằm trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm nay, xã Lương Thế Trân đang tập trung mọi nguồn lực để đạt 6 tiêu chí còn lại, nhất là nâng cao tiêu chí thu nhập. Xã phấn đấu đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 60 triệu đồng mỗi người một năm. Là một trong những người đi tiên phong trong áp dụng mô hình nuôi tôm trải bạc tuần hoàn nước ở ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân. Sau tham gia các lớp tập huấn, rút kinh nghiệm trong quá trình nuôi, đến nay với mô hình nuôi tôm này, sau khi trừ các khoản chi phí nhân công và thuốc xử lý nước, anh Trần Văn Phận thu lãi bình quân 5 tỷ đồng mỗi năm. Cũng có đi tập huấn với mình cũng đi học hỏi đâu này kia, chỗ này chỗ kia gì đó. Rồi sau này mình mới về mình mới cải cách đồ lại thêm. Rồi người ta làm như vậy đó, mình thấy cái nào hay đó thì mình về mình thêm vô tí gì đó, cải cách lại. Nhưng hồi trước của người ta thì lên chảnh học hỏi thì ra tới từng hoàng thì chỉ có ao lắng là nhiều thôi, cũng chạy thuốc tím như vậy, nhưng mà người ta không có làm dích dắt như em. Rồi em làm dích dắt lại á, có nghĩa qua nó lọc cái mạng lưới, màng lưới lại đó, nó bám vô cái màng lưới lại á là nó tự cái phù sa nó tự lắng xuống tại chỗ màng lưới hết. Là nó lên tới chảnh là nó tự trong. Cái màng lưới nó chạy cứ bọc qua, rồi khúc này thì em lưới thôi, khúc đó thì em bạc qua chừa khoảng đoạn khoảng 5 mét gì đó, cứ bọc qua muốn bạc rồi nó bọc qua cái đầu lưới đó, nó bọc qua lại hoài luôn, như tới chảnh luôn. Hiện nay được thu nhập bình quân đầu người thì khoảng 56 triệu đồng trên người trên năm. Tuy nhiên để mà phát triển nông thôn mới này thì cần phải tăng cái nguồn thu nhập người dân lên. Từ đó thì xã đã chỉ đạo rà soát triển khai các cái mô hình mà của người dân đã thực hiện để mà có sự nhân rộng, vận động người dân để thực hiện, như là mô hình nuôi tôm qua hai giai đoạn, rồi mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao, rồi các cái mô hình nữa là nuôi chồn, rồi là nuôi đa cây đa con để mà người dân phát triển sản xuất, làm thế nào tăng thu nhập cái ổn định đời sống người dân trong cái phát triển sản xuất. Đến thời điểm này, huyện Cái Nước có 10 trên 10 xã đạt tiêu chí thu nhập. Hiện nay người dân ở các địa phương trong huyện áp dụng nhiều mô hình sản xuất đa cây đa con để nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất. Khi thu nhập của người dân được tăng lên sẽ thuận lợi trong thực hiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới, góp phần để huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong năm nay là xây dựng xã Lương Thế Trân đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Thành Phú và Hương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận chính sách ưu đãi này để phát triển sản xuất, từng bước vươn lên, góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
gia đình không có đất sản xuất, vợ chồng anh Danh Kim ở ấp Chánh, xã Lý Giang Lâm, thành phố Cà Mau phải thuê vài công đất phía sau nhà để trồng dưa hấu. Tuy chịu khó mần ăn, nhưng do không có vốn nên vợ chồng anh làm mãi vẫn chưa thoát được nghèo. Năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ 22 triệu đồng để phát triển mô hình trồng dưa hấu Việt Gáp. Từ những vụ dưa hấu trái mùa cho thu nhập cao, gia đình anh Kim đã thoát nghèo. Nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ cho 20 triệu để là làm ăn, trồng dưa, chăn nuôi, cũng thoát nghèo, giờ cũng phát triển lên rồi. Thì có công ngoài đất cả, còn như là mướn của người ta hết, mướn cả 5-6 công nữa để là trồng dưa. Năm mà trồng cỡ, nếu mà làm nhiều thì cũng cỡ 2 vụ, 3 vụ được. Có tiền đó hỗ trợ đó, mình phát triển lên không hỏi tiền ta thì nó cũng bảnh, cũng im. Bên cạnh mô hình trồng dưa hấu Việt Gáp, vợ chồng anh Danh Kim cũng tận dụng diện tích đất để làm chuồng nuôi dê. Hai năm nay, thu nhập từ ruộng dưa hấu Việt Gáp và đàn dê đã đem lại cho gia đình anh Danh Kim trên 80 triệu đồng một năm. Tôi cũng nhờ nhà nước là hỗ trợ cho được 22 triệu, rồi chăn nuôi, rồi trồng dưa hấu này kia, rồi cho nên giờ cuộc sống tôi cũng ổn định một chút. Mua mới đầu mua có 4 con à, rồi mình mới gây ra mình đẻ, nuôi ra, nói ra, bây giờ mới được 17 con dê đó. Chứ nhà nước không hỗ trợ mình cũng khổ lắm, nhà nước hỗ trợ rồi mình giờ mình cũng đỡ nhiều. Cái mình có vốn mình mua sắm này kia cũng đỡ, tiền đi hỏi không có tiền đóng lời nữa. Từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, xã Lý Giang Lâm được phân bổ 160 triệu đồng, hỗ trợ 4 hộ nghèo, cận nghèo với mô hình trồng rau và dưa hấu Việt Gáp. Năm 2023, xã tiếp tục được phân bổ hơn 400 triệu đồng, hỗ trợ 12 hộ nghèo, cận nghèo để triển khai mô hình chăn nuôi heo và nuôi gà thương phẩm. Từ việc triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất trên, đến nay xã Lý Giang Lâm hiện chỉ còn 2 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Nỗ lực trong năm nay sẽ xóa trắng hộ nghèo. Thì đến thời điểm này thì cái mô hình nó cũng khá là đạt hiệu quả về trồng rau màu và dưa hấu, thì bà con được quay vòng, thì có thu hoạch là được quay vòng. Các cái hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo này nó cũng nâng lên cũng khá. Đối với hộ nuôi heo thì cũng đảm bảo hiện nay là đã hiệu quả rất là tốt. Riêng cái nuôi gà thương phẩm thì do cái đối ứng vốn của bà con, những cái hộ này nó còn yếu, thành ra khi mà nuôi thì vẫn đạt đầu con, nhưng mà cái gà cái trọng lượng nó không đủ thức ăn đó, thành ra là khi xuất chuồng thì nó hơi nhỏ ký, thành ra là nó vẫn đảm bảo được cái thu hồi vốn, nhưng mà cái lời hiệu quả thì nó chưa cao lắm. Năm 2024, tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 0,4%. Ước đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn 1,2% hộ nghèo. Số hộ nghèo giảm từ 4.900 hộ xuống còn 3.675 hộ. Với mục tiêu đó, các địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh các hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn. Khi nguồn vốn ưu đãi được triển khai, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo ở các địa phương có điều kiện để đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, xã Lý Giang Lâm, thành phố Cà Mau đang trong quá trình phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ấp Ông Muộn được xã chọn xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh. Đây là một trong những tiêu chí thành phần theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Mô hình ấp thông minh là một trong những tiêu chí cần phải thực hiện để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với 403 hộ dân và gần 1.500 nhân khẩu, hiện nay ấp Ông Muộn đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí thành phần của mô hình ấp thông minh. Để đạt tiêu chí này, ấp Ông Muộn cần có tỷ lệ dân số có thuê bao Internet đạt bằng hoặc trên 80%, có ít nhất một địa điểm công cộng cung cấp mạng Wi-Fi miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, ấp phải có tổ công nghệ số cộng đồng được hoạt động thường xuyên. Để xây dựng thành công ấp thông minh, hiện nay chính quyền địa phương ấp Ông Muộn thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân trên các ứng dụng nền tảng số. Trước đây, khi có thông tin gì cần tuyên truyền, trưởng ấp phải thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm đến nhà từng hộ dân để thông tin. Từ 2 năm trở lại đây, ấp đã thành lập nhóm Zalo.
với sự tham gia của đại diện tất cả các hộ. Mọi thông tin được tuyên truyền phổ biến đến người dân nhanh chóng, từ đó giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc chung của ấp được triển khai kịp thời, thuận lợi. Có chọn ấp Bồng Muộn là ấp làm điểm để thực hiện ấp thông minh. Hiện nay cũng rà soát lại các cái tiêu chí ấp thông minh. Thì hiện nay ấp trên địa bàn ấp thì có 5 cụm loa thì đang hoạt động. Đồng thời là thành lập cái tổ chuyển đổi số hoạt động thường xuyên, có 5 thành viên. Hiện nay cái tổ dân số cũng đã hướng dẫn và cài đặt cho bà con Zalo nhóm cộng đồng, cũng như là hiện nay là cài đặt được 20 tổ tự quản để sau khi tiếp nhận những cái thông tin phản ánh của người dân cũng như những khó khăn của người dân trong cuộc sống cũng như là trong sản xuất để mình kịp thời phản ánh đến ủy ban xã, hay là có những cái chủ trương mà thuộc quyền lợi của người dân thì sẽ gửi lên nhóm tổ tự quản để cho bà con xem cũng như là cái thực hiện. Để xây dựng thành công ấp thông minh, ấp Ông Muộn, phải có ít nhất một sản phẩm OCOP của địa phương được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử. Việc quảng bá sản phẩm OCOP gạo sạch của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Ông Muộn trên các nền tảng thương mại điện tử những năm gần đây đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thuận tiện trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hợp xã ký nhượng quyền thương hiệu cho một công ty. Công ty đó trực tiếp tiếp cận thị trường và tìm thị trường. Nói chung là cũng tương đối cũng tốt. Vì bên phía công ty mà tiếp cận thị trường vậy đó thì vừa qua em mới ký thì được hồi tháng 3, nhưng mà tới từng thực hiện giao dịch đó thì nó tầm khoảng tháng 4 đến 5 thì công ty cũng nhập được 4-5 lô rồi, mỗi một chuyến đầu thì 2 tấn rưỡi, sau 2 tấn thì cũng trên chục tấn rồi, khoảng tháng ngoài nay. Bên cạnh đó, ấp thông minh phải đáp ứng tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn ấp thông qua hệ thống loa truyền thanh và có hệ thống camera giám sát an ninh thông minh trên địa bàn. Đối với 2 tiêu chí thành phần này, ấp Ông Muộn đang đợi Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện. Ấp thông minh thì khó về cái nguồn vốn thôi. Xã thì tới thời điểm này nguồn vốn thì chỉ phân bổ được cái nguồn chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 1.4 tỷ, thì xã đang hoàn thiện các cái mô hình sửa chữa giảm giá hệ thống lộ, còn lại là các cái vốn từ lắp đặt camera cũng như hệ thống thông minh thì cũng chờ kinh phí ở trên. Thì 2 cái tiêu chí này thì thành phố và tỉnh cũng đang hỗ trợ để đầu tư xây dựng, thì cũng có kế hoạch là trong năm nay cũng sẽ thực hiện. Khi mô hình xây dựng ấp thông minh ở xã Lý Văn Lâm thành công, không chỉ làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây, mà còn góp phần quan trọng vào việc giúp địa phương này phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề nông thôn mới kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.